Chỉ sau 12 giờ mở bán đầu tiên thì chiếc xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam đã đạt tới con số kỷ lục, đó là 3.962 đơn đặt hàng. Vậy VinFast VF E34 có gì để cạnh tranh với các đối thủ nằm ở trong phân khúc như là Kia Seltos, Hyundai Kona, Ford EcoSport? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích và mổ xẻ. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Nói về xe điện, cái tên nó đã khác hoàn toàn so với những mẫu xe còn lại nằm ở trong phân khúc. Không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, không khói bụi, không tiếng ồn. Đó là những gì mà xe điện làm được mà các xe sử dụng động cơ đốt trong không bao giờ làm được. Thậm chí ở một số các nước châu Âu, ví dụ như Đức, chính phủ đã ra lệnh cấm bán xe sử dụng động cơ xăng và dầu bắt đầu từ năm 2030. Vậy, tương lai không xa, châu Âu và một số các nước phát triển khác ở trên thế giới sẽ từ bỏ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chỉ là vấn đề thời gian đã được báo trước. VinFast VF E34 chuẩn bị ra mắt trong thời điểm thế giới đã gần như định hình xe điện sẽ là tương lai, và điều đó nó sẽ không thể khác được. Chính vì thế, mẫu xe này được cho là bắt kịp xu thế chung của toàn cầu và dĩ nhiên là đang đi tiên phong tại Việt Nam. Điểm mạnh của xe điện nói chung đó là không gây ra ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm môi trường đất và nước do chất thải lỏng và cả ô nhiễm tiếng ồn nữa. Bên cạnh đó thì để hoàn thiện một chiếc xe ô tô điện cũng tốn ít chi tiết cấu thành hơn so với xe sử dụng động cơ thông thường. Chính vì thế mà xe điện được coi là giải quyết được tất cả các bài toán về vấn đề môi trường. Tuy nhiên, với mức độ bền bỉ, tiện lợi, đem lại hiệu quả kinh tế hay không thì điều đó thời gian mới có thể minh chứng được. Tôi xin phép sẽ không phân tích quá sâu ở vấn đề này. Quay trở lại với câu chuyện của VinFast VF E34, với mức giá bán là 690 triệu đồng, nếu như so sánh với các đối thủ như là Kia Seltos, Hyundai Kona và Ford EcoSport, thì rõ ràng mẫu xe này đang có một cái mức giá bán phù hợp với tình hình chung của toàn thị trường. Thậm chí, so với mẫu xe đầu bảng là Kia Seltos, VF E34 còn có mức giá bán có phần dễ chịu hơn so với phiên bản cao nhất của mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Nói về ngoại hình thiết kế thì sao? Thực sự VinFast họ đã đúng khi lựa chọn Pininfarina là đơn vị thiết kế cho tất cả các mẫu xe của mình. Điều đó được công nhận bằng những con mắt của những vị khách hàng Việt khó tính. Vốn dĩ bấy lâu nay chúng ta đã quá quen với các thương hiệu từ nước ngoài. Về khâu thiết kế sản phẩm thì họ đã có quá nhiều kinh nghiệm và đẳng cấp trên thế giới rồi. Chính vì thế mà tôi cho rằng VinFast thực sự đã thành công khi tạo ra những mẫu xe không quá phô trương nhưng tinh tế, có những điểm đặc sắc trong tổng quan ngôn ngữ thiết kế của xe. Về phần trang bị thì sao? Theo thông tin đến từ phía VinFast thì mẫu xe VF E34 được trang bị một cụm đèn pha full LED tích hợp chức năng tự động tắt bật thông minh và tự động điều chỉnh pha cốt thông minh. Đèn hậu, đèn phanh trên cao đều được sử dụng dạng LED, cốp sau mở bằng điện. Ngoài ra xe còn được trang bị đầy đủ cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, camera lùi, gương chiếu hậu tự động gập điện và một chi tiết mà tôi cho rằng khác biệt so với các đối thủ khác đó là toàn bộ phần kính của xe đều được sử dụng màu tối, đem lại không gian riêng tư cho người sử dụng. Về tổng quan kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của VF E34 như sau: chiều dài là 4.300mm, chiều rộng là 1.793mm và chiều cao là 1.613mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2.610mm, khoảng sáng gầm của xe đạt 180mm, tự trọng đạt 1.490kg. Nếu như so sánh với các đối thủ nằm ở trong phân khúc thì mẫu xe của Việt Nam ngắn hơn Seltos khoảng 15mm, dài hơn Hyundai Kona khoảng 135mm và dài hơn EcoSport là 300mm. Còn chiều rộng của mẫu xe Việt nhỏ hơn Kia Seltos và Hyundai Kona khoảng 7mm và lớn hơn EcoSport là 35mm. Chiều dài trục cơ sở và khoảng sáng gầm thì sao? VF E34 có trục cơ sở ngang bằng Seltos và đều lớn hơn hai đối thủ còn lại. Khoảng sáng gầm nhỏ hơn Seltos khoảng 10mm và đều lớn hơn đối thủ EcoSport và Hyundai Kona. Suy ra chúng ta có thể kết luận VF E34 có kích thước xem với Kia Seltos và đều lớn hơn về mặt thông số đối với các đối thủ còn lại. Bước vào bên trong khoang nội thất xe thì VinFast VF E34 chắc chắn sẽ làm chúng ta thực sự rất bất ngờ với một không gian mà tôi cho rằng mang tới không khí vô cùng hiện đại. Vô lăng thể thao được cắt, màn hình Tablo 7 inch digital có độ phân giải cao. Tuy nhiên, nổi bật nhất phải kể tới phần khu vực điều khiển trung tâm với màn hình trung tâm giải trí 10 inch kích cỡ lớn, có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, Wi-Fi và được đặt nằm dọc giống với những mẫu xe điện của Tesla. Còn lại những phần chi tiết phía bên dưới các bạn sẽ thấy như là cần số sẽ được sử dụng dạng núm xoay và những chức năng nút bấm cơ học cũng vậy. Về phần trang bị thì VF E34 có gì nổi bật bên trong khoang nội thất xe?
Theo thông tin đến từ VinFast thì ghế ngồi của xe sẽ được sử dụng bằng da, ghế lái và ghế phụ chỉnh cơ 6 hướng, điều hòa tự động, hàng ghế phía sau có thêm cửa gió điều hòa. Và nếu như một lần nữa so sánh với các đối thủ thì tôi cho rằng VFE34 được trang bị là vừa đủ, thậm chí có phần lấn lướt hơn so với các đối thủ. Về phần trang bị an toàn thì chắc chắn các bạn sẽ có những công nghệ mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải nên so sánh với những mẫu xe crossover hạng D có mức giá loanh quanh khoảng 1 tỷ ở Việt Nam. Nổi bật nhất trong số đó là cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông khi mở cửa xe và cuối cùng là camera 360 độ. Còn lại những trang bị an toàn cơ bản dài dằng dặc mà tôi nghĩ rằng nếu như chia sẻ ra thì mất rất nhiều thời gian. Chính vì thế mà tôi sẽ đặt lên trên màn hình để các bạn có thể tham gia và tiện theo dõi. Về khả năng vận hành thì sao? Nhiều người sẽ hoài nghi đó là xe điện thì làm gì mà chạy sướng và bốc như xe xăng. Điều đó là hết sức sai lầm. Minh chứng là trên thế giới đã có những chiếc xe đua và xe siêu sang sử dụng động cơ điện có công suất lên tới cả 1.000 mã lực. VinFast VFE34 có tổng công suất đó là 150 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 242 Nm. Nếu như so sánh với các đối thủ như là Kia Seltos với khối động cơ là 1.4 lít turbo, sản sinh ra công suất là 138 mã lực, EcoSport 1.0 lít EcoBoost sản sinh ra công suất là 123 mã lực, Hyundai Kona 1.6 lít sản sinh ra công suất là 177 mã lực. Như vậy chúng ta có thể nhận định rằng là VFE34 có công suất khá là tốt và không hề thua kém so với các đối thủ. Với một cục pin có thể chạy được tối đa là 300 cây số cho mỗi lần sạc đầy, có khả năng sạc nhanh chỉ với 15 phút và đi được 180 cây số thì tôi cho rằng đây cũng là một trong những con số đưa ra từ phía nhà sản xuất thôi. Còn lại điều đó thực tế hay không, chúng ta cần có những cái lần trải nghiệm thực tế. Với mức giá bán khoảng 690 triệu đồng cho một chiếc xe ô tô điện ở tại thị trường Việt Nam, nếu như ở nước ngoài, các bạn sẽ rất khó có thể sở hữu được một chiếc xe ô tô điện với mức giá như vậy. Cuối cùng thì tôi kết luận rằng là chúng ta chưa thể nhận định được chính xác xe điện có bền bỉ, có tiết kiệm và tiện lợi như xe sử dụng động cơ truyền thống hay không. Nhưng tôi dám cá chắc với các bạn rằng là xe điện sẽ là tương lai và nếu như các bạn mua xe điện thì chính tỏ bạn là người đã có tầm nhìn xa rồi đấy. Xin cảm ơn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.